Kính chào các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thực Tế. Kính thưa anh chị, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến các anh chị những hình ảnh cận cảnh công trường của dự án Infinity Riverpoint quận 7. Dự án này của Capellan. Trên màn hình của chúng ta đó là phía tay trái, đó là đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Và phía bên tay phải đó là đường dẫn từ Phú Mỹ Hưng lên cầu Phú Mỹ. Và phía trước đó là dòng sông Cả Cấm Hiền Hòa. Thưa các anh chị, những hình ảnh mà các anh chị đang được xem đó là chúng tôi quay vào những ngày giữa tháng 5 năm 2019. Và trên màn hình của chúng ta thấy những tòa nhà cao sừng sững. Đó là phân khu A và B của dự án Riverpoint. Và miếng đất trống kế bên đó là phân khu C của dự án thì có tên là The Infinity Riverpoint. Đây là một phân khu cuối cùng của cái miếng đất vàng này của Capellan, một trong những chủ đầu tư uy tín của Singapore. Kính thưa các anh chị, thì khu đất đang được chuẩn bị xây của phân khu C The Infinity Riverpoint thì có diện tích là 2,4 hectare và nhìn trực diện qua dòng sông Cả Cấm, và bên kia đó là Phú Mỹ Hưng, và cận kề thì chúng ta thấy đó là trung tâm hành chính của quận 2. Phân khu A và phân khu B đã đi vào hoạt động của dự án Riverpoint quận 7 thì có tổng cộng là 8 lốc, và đây là một trong những căn hộ cao cấp và gần như cao nhất ở khu vực Phú Mỹ Hưng này, với chiều cao từ 39 đến 40 tầng một lô. Phía trước mặt của dự án là con đường nội khu của dự án, nhìn qua dòng sông Cả Cấm, và chúng ta thấy con đường này khá rộng, có một làn đổ xe ở phía trước. Và vị trí cuối cùng của dự án Riverpoint của Capellan với diện tích là 2,4 hectare, được xây dựng 4 block chung cư với chiều dài, với chiều cao cũng từ 39 tới 40 tầng. Thì ở đây sẽ có những căn hộ từ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, và thậm chí có căn 4 phòng duplex. Ngoài ra thì chúng ta còn có những dãy shop house ở phía chân khối đế, và những căn penthouse ở trên tầng thượng. Kính thưa các anh chị, phân khu C của dự án hay còn gọi là The Infinity Riverpoint thì có diện tích là 2,4 hectare, và hiện tại thì lốc 11 và 12 thì đã được bán xong, và hiện nay thì chúng tôi đang nhận giữ chỗ cho lốc 9 và lốc 10. Thì đây là hai lốc gần như đẹp nhất của toàn dự án này. Đặc biệt là chúng ta thấy là lốc số 10 có một vị trí tầm nhìn rất chiến lược qua bên dòng sông Cả Cấm, với tầm nhìn xa về cái hướng Phú Mỹ Hưng, và phía trước mặt đó là trung tâm hành chính của quận 2. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video clip này. Nếu anh chị quan tâm đến dự án, xin vui lòng truy cập vào trang web ở phía dưới màn hình hoặc liên hệ các số hotline của chúng tôi để được cung cấp các thông tin khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.